Xin chào, hôm nay tôi giới thiệu đến các bạn loài kỳ đà lớn thứ hai ở châu Phi là Blacktop Monitor, hay còn gọi là kỳ đà Nam Phi. Chiều dài khi trưởng thành của chúng lên tới 2 mét, còn to lớn hơn cả con người. Vậy mà bạn của tôi dám nuôi mới đỉnh chứ, và ngày nào anh ấy cũng cho nó ăn đạm tươi thế này. Nếu ai muốn tận mắt chứng kiến thì lên Biên Hòa gặp anh Trung, chuyên bán điện thoại iPhone nha. Có quay được chưa? Quay rồi, đang quay. Nói thêm về thân thể của con kỳ đà này, từ nhỏ tới lớn chỉ có một màu đen duy nhất. Chúng có hộp sọ vô cùng chắc chắn, giúp săn mồi hiệu quả hơn. Với cái hàm khỏe và hệ thống túi khí ở cổ họng rất rộng, nên chúng có thể xé tạc và nuốt chửng con mồi ngay trong tích tắc. Không tin đúng không? Chuẩn bị coi này nha. Nuôi con này nhìn nó còn dữ tợn hơn cả nuôi chó bẹt rê. Ăn trộm vô nhà thấy yên tĩnh, không biết lỡ bị nó tấn công là chạy rớt tim ra ngoài luôn ấy chứ. Đặc biệt là chúng rất phàm ăn, có thể ăn liên tục không biết mệt luôn. Thông thường người ta cho chúng ăn trứng, ăn côn trùng, còn bạn Tiun cho nó ăn con gà không mặc quần áo thì phải. Sao thấy ớn quá vậy trời, cho nó ăn lẹ đi cậu. Nhá hàng thằng nhỏ hoài. Ưu điểm của nuôi loài vật này là dễ dàng dọn dẹp chuồng trại, ít hôi thối và không bị dị tật. Lời khuyên chân thành của Tiun là chỗ nó ở cứ lót giấy báo là được rồi, sẽ luôn sạch sẽ và hợp vệ sinh thôi. Tiếp theo, con này rất thích tắm, bơi lội và giải quyết chuyện riêng tư ở trong nước. Ý ẹ, bạn có muốn xem nó đi bơi không nè? Nếu muốn hãy thả tim hay triệu like đi, cho em ấy đi tắm sông Sài Gòn luôn nha. Cuối cùng là loài vật này rất dễ thuần hóa và khá thông minh. Nếu nuôi từ nhỏ thì chúng không khác gì một con chó đâu. Khuyết điểm là chúng dễ bị stress, dẫn đến hung dữ nên bị nuôi nhốt, y chang như rái cá vậy đó. Và cần đèn thắp sáng để sưởi ấm cơ thể hoặc phơi nắng thường xuyên. Ai thích da ngâm nuôi con này là hợp lý luôn. Rủ nhau tắm nắng cho vui. Khuyết điểm tiếp theo là ăn uống như hạm, và phải thường cung cấp canxi và vitamin cho nó. Nếu không đủ là nó sẽ đổ bệnh ngay. Còn cho nó ăn uống đầy đủ thì sẽ sống rất thọ đấy nha, 15 đến 20 năm. Nuôi nó sống lâu quá chắc nản luôn. Nên bạn phải thực sự yêu quý động vật và xem như tri kỷ mới nên chăm sóc con này. Mất nghe con mẹ thôi. Tôi thấy, nghe này. Đúng rồi.